Nhắc đến trà sạch matcha là phải nhắc đến các món uống đã từng tạo nên một cơn sốt ẩm thực. Matcha mà kết hợp với sô-cô-la thì sẽ như thế nào? Chắc là phải nếm thử bánh Mountain Matcha Chocolate xem sao. Các bạn đã biết, cho bột matcha cùng với ít nước nóng và đặt thật đều tay nào. Nhẹ nhàng cho topping trà xanh lên phần sữa trắng muốt. Sữa hạt nhân béo ngậy, thơm nức mùi matcha tươi mát này đã đủ đánh thức mùa hè của bạn chưa? Mùa hè làm matcha warabi mochi. Đầu tiên hãy trộn hỗn hợp bột warabi với bột matcha và đường. Khuấy bột trong nước nóng cho đến khi tan hết và không còn vón cục. Nhắc đến trà sạch matcha là phải nhắc đến các món uống đã từng tạo nên một cơn sốt ẩm thực. Ngày hôm nay hãy cùng Thiên Đường ẩm thực thử món Ice Matcha Shiratama tại Morico nha. Trà xanh đánh tan rót vào ly, thêm chút đường, nước lọc và đá viên. Bên trên thêm một viên kem trà xanh và vài viên mochi. Vị béo thơm của kem hòa quyện với cái thanh mát của trà xanh, thỉnh thoảng lại có mochi dẻo dai sẽ là kết thúc tuyệt vời cho đại tiệc ngày hôm nay. Món ăn thứ hai sẽ đưa bạn đến với rất nhiều cách chế biến khác nhau của matcha. Tầng đầu tiên sẽ là những viên rau câu canten áo đều sốt matcha. Xen giữa là kem tươi rồi lại thạch matcha. Tiếp đó là một lớp gạo rang. Trên mặt điểm thêm viên kem, panna cotta matcha, một xiên mochi và thật nhiều whipping cream. Kết thúc bằng một ít sốt matcha nữa. Khi ăn hãy nhớ là xúc từ dưới lên trên để tất cả các hương vị hòa quyện vào nhau nha. Matcha mà kết hợp với sô-cô-la thì sẽ như thế nào? Chắc là phải nếm thử bánh Mountain Matcha Chocolate xem sao. Đầu tiên, đầu bếp của Thiên Đường ẩm thực sẽ đem sô-cô-la đi chưng cách thủy để sô-cô-la chảy ra như thế này. Trộn phần sô-cô-la chảy này với bơ cho thật mịn mượt rồi tắt bếp. Thêm đường và lại đánh đều, tiếp đó là trứng gà và bột hạnh nhân. Hãy nhớ bí quyết làm bánh là phải vừa thêm nguyên liệu vừa khuấy cho tất cả hòa vào nhau. Giờ thì từ từ rót hỗn hợp bột vào khuôn. Thả vào bên trong bánh những viên choco matcha lạnh nữa là đem nướng được rồi. Món bánh này ngon nhất là ăn ngay sau khi nướng. Chỉ cần sắn bột miếng, phần nhân trà xanh sáng bóng ngọt ngào sẽ chảy ra từ lòng bánh. À, vào đó là phần bột bánh xốp mềm, thơm nồng vị sô-cô-la. Ăn kèm kem vani thanh thanh nữa là ngon quên đường về. Sau những món mặn ngon lành mà được tráng miệng với những món trà xanh này thì còn gì bằng? À, mà khoan, dĩ nhiên bạn phải vượt qua thử thách của Thiên Đường ẩm thực trước đã. Món quà quý giá từ hạnh nhân chính là vị sữa thơm lành, giàu vitamin, protein và khoáng chất này đây. Biến tấu sữa hạnh nhân matcha là vừa chuẩn cho ai trót phải lòng hạnh nhân, cảm nắng vị trà xanh đấy nhé. Cách làm lại cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là phần sữa hạnh nhân ngọt thơm với các hạt hạnh nhân căng mỹ đã ngâm nước vào khối xay nhuyễn, bọc vào ga vải sạch. Bạn nhìn xem đây, chỉ cần ép nhẹ là có sữa thơm ngon rồi đây. Cho ít đá viên mắt lạnh vào ly, rót đầy sữa hạnh nhân. Các bạn đã biết, cho bột matcha cùng với ít nước nóng và đặt thật đều tay nào. Nhẹ nhàng cho topping trà xanh lên phần sữa trắng muốt. Sữa hạnh nhân béo ngậy, thơm nức mùi matcha tươi mát này đã đủ đánh thức mùa hè của bạn chưa? Mùa hè nóng như đổ lửa mà có một ly latte hạnh nhân thơm lừng thì phải nói là chuẩn không cần chỉnh luôn. Hãy cùng Thiên Đường ẩm thực thực hiện món sữa hạnh nhân caramel dễ không tưởng, ngon không tả để nhé. Bắt caramel ngẫu hứng vào đáy ly và thêm vài viên đá mát lạnh. Rót đầy sữa hạnh nhân. Kết thúc bằng kem whipping và sốt caramel quyến rũ phía trên.
Vị sữa thơm, bùi đặc trưng từ những hạt hạnh nhân căng mẩy, đi cùng kem whipping bèo béo và caramel ngọt ngào là đủ làm mát mùa hè thiên đường của bạn đấy. Uống một ngụm, đã qua đi thôi. Với một nguyên liệu đến từ đất nước mặt trời mọc thì dĩ nhiên là phải ăn món tráng miệng kiểu Nhật rồi. Để làm matcha warabi mochi, đầu tiên hãy trộn hỗn hợp bột warabi với bột matcha và đường. Khuấy bột trong nước nóng cho đến khi tan hết và không còn phóng cục. Cho hỗn hợp lên bếp tiếp tục khuấy cho đến khi bột sắn đặc chuyển sang màu xanh đậm và sáng bóng. Đổ bột vào khuôn, đậy nắp cho chặt và chờ đến khi mochi đông lại. Trong lúc đó hãy chuẩn bị thêm phần bột áo bên ngoài với bột đậu nành và matcha nhé. Giờ thì áo đều những miếng mochi trong lớp áo xanh này thôi. Một xiên mochi xinh xinh rồi thêm một viên kem ngon lành, một ít sốt đậu đỏ và kem béo nữa là xong. Miếng bánh dẻo dai mát lành, thi thoảng hơi đắng nhẹ sẽ được cân bằng ngay bởi vị béo của kem và ngọt ngào của đậu đỏ. Ôi ôi, ngon quá đi thôi. Người dân xứ sở hoa anh đào luôn thể hiện sự kính trọng đối với hạt nếp, hạt gạo, một món quà quý báu được ban tặng từ đất trời, là cội nguồn của sự sống. Bởi lẽ đó, bánh mochi được làm từ gạo nếp không chỉ đơn thuần là món ăn hàng ngày, mà còn được xem là vật phẩm không thể thiếu để dâng lên bàn thờ gia tiên trong dịp đầu năm mới, với mong cầu sự ấm no phồn thịnh. Hôm nay, Thiên đường ẩm thực sẽ gửi tặng các bạn một loại mochi sở hữu sự kết hợp hoàn hảo của các hương vị, hứa hẹn sẽ gây thương nhớ dài lâu. Đầu tiên, trộn bột nếp Nhật với một ít nước rồi tan cho đến khi bột kết thành khối mềm mịn như thế này, thì tiếp tục đổ nước vào, quậy đều tay để bột tan hoàn toàn trong nước, thêm đường cát trắng rồi bọc hỗn hợp lại đem nấu trong lò vi sóng khoảng 4 phút. Vỏ bánh sau khi chín trở nên dẻo, mịn và trong hơn. Nhào sơ để bột nguội rồi nặn vỏ bánh thành hình tròn dẹp như thế này. Cho nhân đậu đỏ ngào đường vào chính giữa, nhẹ nhàng vo lại thật tròn, thật khéo. Công đoạn cuối cùng là áo một lớp bột trà sạch tươi mát, vũ đều khắp mặt bánh như thế này là xong. Màn hình dáng được ví von như ánh trăng tròn, biểu tượng của sự viên mãn cộng với vị ngọt ngào thanh tao dẻo mịn, tạo cảm giác dễ chịu khi thưởng thức. Bánh mochi xứng đáng trở thành đại sứ của văn hóa truyền thống và tinh thần tại đất nước phù tang.